Thì cho con ngỏ ý là mình có quan hệ tình cảm với người có gia đình, nhưng mình không biết là họ đã có gia đình vì họ lừa dối mình, thì mình có phạm giới tà dâm không? Khi mà mình không biết thì nó thiếu chi phần, tức là không có phạm giới tà dâm nhé. Ngoài ra thì cái chuyện quan hệ tình cảm như vậy, gì nói nó rất là mơ hồ. Tại vì trong cái giới tà dâm á, nó có một cái vấn đề, nó luật thì mình phải nói cho nó rõ, tức là nó phải phát sinh quan hệ nam nữ, phải phát sinh quan hệ nam nữ, quan hệ vợ chồng đấy, thì nó mới tính là một chi phần. Chứ còn cái kiểu mà biết nhau rồi đi chơi rồi nắm tay nhau thì nó chưa tính là phạm giới tà dâm. Ngoài ra khi mình chưa biết và khi đã biết rồi mà vẫn tiếp tục duy trì cái mối quan hệ thì nó là chuyện khác nhé. Còn khi chưa biết á, thì đương nhiên là không có phạm giới tà dâm, bởi vì nó thiếu chi phần. Rồi, thời gian